Câu chuyện anh ba trà cú. Có ông anh đặt hàng, ông ghé ông chơi, ông kể tôi câu chuyện. Anh nói hồi xưa anh đi lính, anh có quen ông bạn kia, ông thứ ba, ông ở trà cú. Mà bây giờ thất lạc nhiều năm rồi, không biết ông còn sống không nữa. Bây giờ mày kể giùm anh câu chuyện cái anh ba trà cú mà anh có nghe được, anh liên hệ với anh. Ông nói anh ba trà cú anh đặc biệt dữ lắm em. Ảnh vừa lãng tay mà ảnh vừa bị cà lâm nữa. Ảnh mới kể với tôi hồi trước cái lúc mà tập kết đi quýnh giặc á, đi bằng xuồng không mà, đi ban đêm đâu có dám đi ban ngày đâu, địch nó gặp phát hiện nó bắn chết. Rồi lúc đó nguyên cái tiểu đội đang bơi dưới sông, tao với anh ba với anh nữa là bơi đầu. Anh ba thì ảnh chèo mũi, anh thì chèo lái, còn anh ngồi ở giữa thì anh cầm súng anh canh. Khi thấy yên ắng quá anh cũng dám nói chuyện lớn, nói nhỏ nhỏ thôi cho nó vui chứ nói lớn địch nó phát hiện bắn chết. Cái tao ở dưới tay chèo lái tao mới nói lên đấy, anh ba bữa nay mù sương quá hay anh ba. Cái ông quay lại ông nói hả vậy? Bữa gài cũng thèm nước tương á. Cái anh mới nói không phải, ý là mù sương dày đặc quá mình không có thấy được tụi nó. Trời mẹ, gặp cái ông lãng tay ông la lớn lên nói cái gì mà nước tương chấm thịt chó. Cái ông nội ngồi giữa ông bỏ cái súng ôm bụng cười ông nói thôi mấy ông nói hồi địch bắn chết ba thằng luôn giờ. Cái thôi im anh cũng không nói nữa, mà mày biết sao không, cái khúc sau cái cây cầu mà nước lũ nó lên nó xém xém như vậy nè, cái xuồng đâu có lọt qua được. Mà gặp cái khúc đó mù sương dày đặc, tao ngồi đằng sau tao chèo lái tao không thấy khúc đầu sao. Ổng ngồi đầu thì anh ba anh thấy cây cầu rồi anh mới la lên, ảnh mới quay lại anh la làng, anh la cái ở đằng sau anh nói cái gì anh hết hồn anh bơi giết lên anh sợ địch nó tới. Anh mới nói cái gì anh nói liền anh ba anh nói cái kình rồi đụng cái chìm xuồng luôn. Thánh thần ơi anh cà lâm gì mà cái xuồng cách cây cầu cỡ 20 mét mà ông là cái kình đụng mẹ anh. Rồi ba thằng lỗi xong về bị phạt. Mày biết sao bị phạt không? Ba thằng đi dò đường làm du kích mà la làng la sớm nguyên sớm nó dậy luôn, đừng nói tới địch. Mấy cái ông mà bơi theo sau tưởng đâu ba thằng bị địch phát hiện, bỏ xuồng nhảy xong lội về luôn. Rồi chưa hết đâu còn nữa, cái lúc này trên sư người ta điều người xuống để huấn luyện cho mấy anh em chọi lựu đạn cho nó chuyên nghiệp. Mấy anh em đứng dàn hàng ngang, trong đó có anh với anh ba. Rồi ở trên kia người ta huấn luyện là cái quy tắc là rút cái nhíp ra 3 giây điếm rồi mới chọi. Ai cũng thực hiện trơn tru ngon lành hết trơn tới lượt anh ba. Anh ba anh cầm trái lựu đạn lên anh rút cái nhíp ra anh điếm 1, 2 cái anh chọi. Mấy cái anh trên này kêu anh ba lên khiển trách, nó anh làm vậy là không có được. Anh đếm tới 1, 2, 3 anh chọi rồi cái khúc đó nó nổ là vừa. Anh mà chọi sớm quá địch nó phát hiện nó chạy hoặc nó nằm xuống hoặc nó lụm nó chọi lại rồi chết mình sao. Cái anh ba anh đứng lên nói em báo cáo chung rồi đội trưởng, nếu mà em đếm tới 1, 2 mà ba em chọi cái nó nổ chết mẹ em sao. Cái mà môn này em chỉ đếm thầm trong bụng thôi, em mà đếm ngoài miệng là chết nguyên một cái đám ở đây luôn. Cái mấy ông trên này nó hơi cũng có lý, thôi bây giờ cho thằng ba nó về nó làm bếp đi làm anh nuôi đi chứ bây giờ nó ra chiến trường nó hại nhiều người quá. Cái anh ba mới nói ý của anh là nói là không sợ mà địch mạnh mà chỉ sợ đồng đội ngu phải không. Rồi cái mọi người biết sao không, anh ba anh buồn anh tự ái quá anh xin giấc ngủ luôn, anh về quê anh không đi nữa. Bởi vậy mọi người ơi, bây giờ nhờ cái câu chuyện này mọi người có biết anh ba trà cú ở đâu không, làm ơn tan tên vô đây giùm tôi với. Ai mà biết ổng ở đâu xin cảm ơn và hậu tạ.